Thôi được rồi, không cần chạy nữa. Mấy nay tập chạy xe này thấy sao? Khó quá à. Khó quá hả? Dạ. Khó quá sao vẫn tập? Tại vì anh thích mà. Tại vì anh thích mà em tập hả? Dạ. Chứ em không có thích xe này hả? Không. Tại sao em không thích xe này? Anh thấy nó đẹp mà. Nhưng mà em không có mặt đàm đi chơi đồ. Nó khó quá à. À, em nói vậy anh mới nhớ là những lần anh qua chở em đi chơi á, em không mặc đầm mà em mặc mấy quần ngắn á, là do xe này không mặc được đầm đúng không? Ừ. Anh có biết á, nhưng mà anh nghĩ chắc là không sao đâu. Thôi được rồi, từ nay trở đi em không cần phải tập chạy xe này nữa. Tự nhiên anh thấy, tự nhiên anh cá nhân quá. Tự nhiên anh áp đặt cái sở thích của anh lên em, anh bắt em phải chạy được xe này xe kia. Giống như những bạn gái của những người bạn anh á, ai cũng biết chạy xe côn tay này nọ hết. Cái rồi anh nghĩ là bạn gái mình cũng phải vậy. Cái rồi anh bắt em tập, mặc dù em không thích. Anh có một món quà cho em á. Nghe thích không? Thích. Biết quà gì không mà thích? Ừ. Anh sẽ tặng cho em một chiếc xe. Tặng cho em một chiếc xe mà em có thể mặc đồ gì lên chạy nó cũng được hết. À, tặng quà đúng không? Ừ, tặng quà, nhưng mà không phải tự nhiên anh tặng đâu, có lý do. Ừ. Phải có một sự kiện gì đó anh mới tặng chứ đúng không nè? Chứ tự nhiên mà tặng không thì nó đâu có ý nghĩa đâu. Dạ, 20 tháng 10. Ơ, trợn cái trợn. Hình như là chị em phụ nữ mình nó toàn là chỉ canh tới những ngày đó để nhớ và nhắc thôi đúng không? Nhưng mà từ sáng tới giờ anh không thấy em nhắc anh, chỉ có anh nhắc em thôi. Bởi vậy, đó là lý do tại sao anh thích em. Không có đòi hỏi, chịu đựng. Nói chung là không biết phải dùng từ gì diễn tả. Nhưng mà ngày hôm nay anh muốn dành cho em sự bất ngờ như vậy. Vui quá. Em có tò mò là anh tặng cho em xe gì không? Xe giống vậy mà bự hơn. Bự hơn rồi xe em hơn. Anh giỡn á, anh tặng cho em chiếc xe nó rất là hợp với em luôn. Mà leo lên là chạy en, không cần đổ xăng, không cần làm gì hết. Thích không? Thích. Không chứ. Cần đạp luôn. Vậy xe đó chạy bằng năng lượng mặt trời. Rồi ngay bây giờ anh sẽ dẫn em đi mua xe ha. Nhưng mà chịu khó ngồi xe này chút xíu nữa để anh chở em đi chứ. Vậy ha. Ok. Đó. Ê, khoan. Quên. Anh quên. Ây da. Giờ mình đi mua xe mới rồi ai chạy xe mình về? Bởi vậy anh có thằng huynh đệ nhiệt tình lắm, để kêu nó cho nó hốt hụi chót. Kêu lên mua xe cái hai mình chạy về cho nó chạy xe của mình về. Hợp lý không? Hợp lý. Giờ chờ anh xíu nha. Nghe máy đi mày. Nghe anh. Đang đâu ạ? Thục gì ba, 20 tháng 10 chở con ta đi chơi đi rồi tối rồi về thục chứ giờ chưa hết. Đầu ngày nắm đầu ta ra thục rồi. Tao lại mày nhưng à, mệt quá, tao đang có chuyện gấp này, hồi giúp tao vé này đi, căng lắm. Mệt gì căng ba, gì gì á? Nói chung là nó ảnh hưởng tới hạnh phúc sau này của tao á. Đó, nhưng nói chung là giờ tao chỉ biết nhờ mày không nhờ ai hết. Bây giờ mày binh giùm tao 20 triệu đi, rồi chạy qua Thanh Lễ gấp đi rồi đi với tao. Mày cầm chiếc winner mày đi, cầm đâu đại đi rồi có gì ngày mai tao chuột cho. Cầm hờ. Cầm chạy. Cầm rồi xong đi ráp qua đây đi, đưa giấy tờ nữa cầm cho nó được nhiều nhiều tiền. Cầm, nói chung là bây giờ mày làm lẹ lên tranh thủ đi, cầm chiếc winner đi xong rồi đi ráp qua đây đi rồi đi với tao giúp tao kèo này đi chứ giờ tao không biết nhờ ai hết á. Sao cầm được, cầm lâu chạy đờ. Nói chung là giờ tao chỉ biết nhờ mày thôi đó, mày làm mày sống sao sống đi á, tao chờ mày bên Thanh Lễ nha. Ừ, lẹ lên nha. Rồi, thôi. Thôi. Sao đi bộ à? Gì? Thì anh kêu bắt ráp đi bộ. Thì bắt ráp, ráp đâu? Ráp về rồi. Ủa mà sao mày đi bộ? Ý tao hỏi tại sao không đi ráp tới đây? Nửa đường hết tiền. Hết tiền bỏ xuống hả? Hết tiền hạ xuống xuống đằng kia đi bộ tới đó. Nó bần dữ vậy cha. Rồi tiền có tiền chưa? Được 10 triệu à. Xe mày cầm được 10 triệu à, không có giấy hả? Luôn giấy luôn rồi đó. Cầm luôn giấy được có 10 triệu mà. Gì winner mà cầm luôn giấy có 10 triệu ba. Mà em nói người ta em độ thêm 15 triệu nữa.
cái người ta độ 13 triệu. Độ 13 triệu, em nói dốc thêm 15 triệu luôn. À. Cái người ta chỉ mấy triệu cầm thêm 10 triệu nữa. Ôi vậy luôn hả? À, độ xe luôn giấy 10 triệu kêu xem độ 13 triệu nên ta thêm tiền hả? Thì em kêu độ thêm đó. À, được vậy là đủ 20 không? Đủ đủ. Rồi ok. Giúp mày, tao. Mày làm gì? Giúp tao kèo này đi. Vô trong mày biết, tí nữa tao kêu tới mày cái mày hành động vậy thôi à, không có gì hết. Nghe căng dữ à. Mà anh em thương quá. Ok, đây. Đây chính là cái chỗ mà anh sẽ dắt. Đấy ơi. Qua cái chỗ này. Gì vậy? Trời ơi, cái chỗ này em đi hoài luôn. Mua ở đây rồi. Mua xe ở đây rồi hả? Mua cho hai em nhỏ kia. Ghê hả? Em nhỏ, nó nhỏ. Anh bữa nay anh định dẫn ghệ đi tới mua xe. Hả? Nay dẫn ghệ tới mua xe. Mua xe hả? Mày mua ở đây rồi hả? Mua rồi, muốn mua mẫu gì? Nè, mua này cũng được nè. Không, tao chưa định hướng được mua gì hết. À. Mà mày mua ở đây chưa? Mua rồi, em mua 2 chiếc ở đây rồi. Em mua cho 2. Mua 2 chiếc. Mua cho 2 con. 2 con hả? Con chiếc hả? Bữa đó lương nhiều quá. Vậy thôi. Mày giới thiệu cho tao mẫu nào đó coi được không? À đây cũng có mẫu đẹp lắm. Ừ, khỏi cần nhân viên luôn. Mày cho mày bữa nay làm nhân viên bán xe luôn á. Ở đây. Bán đi tao chi hoa hồng cho. Em trùm ở đây luôn. Rồi mày giới thiệu cho tao coi. Ui, cái này. Ê, cái này giống cái đầu xe Exciter với cái anh này có mắt cú đồ sùm nè. Ờ, em thấy được không? Thấy đâu? Men quá. Men quá. Ờ, men quá thôi, chọn cái khác còn có thời gian. Mấy mạnh mà. Ôi, khiên cấp tình. Khiên cấp tình hả? Anh ăn trộm đây hả? Cái bữa vô đây cái xong thấy nó lụng rớt cái lụm về gắn xe. Ờ vậy luôn. Thấy mẫu này sao được không? Cũng hơi cũng thôi, còn nhiều xe mà lựa đi, từ từ cái đám mày áp lực cái mày bán hàng mà mày áp lực khách hàng với mày. Từ từ chứ mày phải tư vấn này quẹt. Ê sao chiếc này dựng đây có mình vậy? Tại vì bây giờ còn có một chiếc này thôi. Là nguyên cửa hàng chứ còn chiếc này. Đâu em coi thử coi. Em coi thử coi. Anh thấy chiếc này có vẻ nữ tính ạ. À. Bao ra luôn, chiếc này ngon lắm. Ngon hả? Ủa mấy bữa mày mua cho hai đứa em của mày, hai đứa em nuôi của mày là xe nào? Xe này luôn hả? Một chiếc này với một chiếc Bega đằng kia. Hai cái này với chiếc đó cùng một. Ê, hình như gậy anh bắt đầu thích chiếc này sao? Thích rồi không? Em cũng thích vậy đó, lộn em thích chiếc xe của anh. Ê mày giữ khoảng cách đi. Rồi. Là sao thấy chiếc này được không? Mày á? Chiếc này được. Tao hỏi ta hỏi mày không quan trọng, tao hỏi chơi thôi. Em thích không? Em mở cốp tao hỏi ta. À quan trọng cái cốp nữa. Cái cốp để bỏ váy chống nắng rồi bỏ ba lô đồ ha. Em mở cốp chưa? Đâu, biết chỗ mở không vậy? Nè. Đâm cho đúng chỗ á, đâm tầm bậy tầm bậy. Đó. À. Như tay ga luôn thấy không? Ừ. Cái cốp này chứa đồ đi du lịch được luôn á, bự quá. Chiếc này đi ngành là hết bài luôn. Đi ngành bỏ đồ này nọ không? Cái này đẹp. Nói tung thôi được rồi, vậy cốp vậy được rồi. Cốp rộng á, rộng hơn chiếc ẹt của anh nữa. Chiếc ẹt anh cứ cốp lớn. Để được đủ cái bóp. Thôi vậy được rồi, cái cốp vậy được á. Rồi bây giờ em leo lên em ngồi cho anh coi cái ngồi nó có hợp không nha. Em cầm đi. Rồi đây anh cầm cho. Cầm đi thôi, giờ mình gửi anh có. Ê, nó giỡn rồi. Không được cầm gì hết á. Kiếm mèo găng gửi đã anh nè. Mấy quen. Mua xe luôn hả? Lớn hả? Mua xe đi gà hụt. Ô. Sao hợp, chị? Hợp á. Sao chị? Thấy được không? Bao. Không, mình thấy gậy anh ngồi xe này thấy sao? Nó giống tay gà. Ừ. Nói chung là anh chừng á, anh thấy có vẻ là phù hợp với em á. Cháu giống chân tới không? Mặc cái xe này là em muốn mặc đầm nào cũng được hết trơn á, không có phải sợ gì hết. Nhưng mà ngồi hơi túm vô xíu, mấy thằng này hay địa lắm. Mình ngồi mình túm vô. Đứng thẳng người lên nào. Rồi, giờ về kiểu dáng là thấy được rồi đó, nhưng mà rồi bảo hành bảo hiếc gì sao? Chứ mua một hai ngày nó hư rồi ai sửa? Hồi trước em mua về mới mua về á. Ừ. Em chạy thử, em ra móc đầu. Móc đầu luôn hả? Xong cái anh bán anh kêu bao móc đầu luôn. Bao móc đầu luôn hả? Bảo hành 3 năm. Bảo hành 3 năm. 3 năm không tuột nồi. À, tuột nồi. 3 năm. Chứ nồi tuôn cái đi nồi u ma. Ừ. Đổ vô này nọ. Mình. Rồi bảo hành máy móc 3 năm. Bảo hành máy móc 3 năm. Không. À là kiểu là... dáng thời trang. Hợp. Ok. Đầy đủ với lứa tuổi luôn. Rồi xe này đi bao nhiêu cây đổ lít xăng? Xe này hả? Ừ. Anh đi 100 cây. 100 cây. 1000 xăng. 1000 xăng hả? Ủa sao tiết kiệm xăng dữ vậy? Em nói giỡn thôi. À. Nhưng mà đi 100 cây mới sạc một lần. À xe điện mà sao đổ xăng được? Quên. Xe điện. Mà mỗi lần anh sạc á. Ừ. Chỉ mất có 1000 tiền điện thôi. Có 1000 tiền điện thôi em. Ồ vậy cứ em về em sạc một lần là em chạy được rất là nhiều luôn á, không biết là từ nhà em tới chỗ làm sao? Xa lắm. Cũng xa hả? Ừ. Thôi vậy tiết kiệm quá, từ nay đừng đi xe máy nữa, đi xe này.
cho tiết kiệm, lát anh cho em 100.000 luôn để đổi sạc sạc điện cho 3 tháng luôn. Chơi lớn rồi. Chơi lớn chứ sao, tiền điện sạc này để anh lo. Đó, em chỉ cần chạy là được rồi. Nè mà thấy không, màu trắng, kiểu dáng thông dụng, hợp thời trang. Ôi mày có hoa hồng ở đây khi bán xe này không? Không có. Không có hả, nhiệt tình á, được á, nhiệt tình á. Lát tao bo cho, mà giá cả phải chăng lắm. Ok, nghe sạc điện vậy là thích rồi đó, quan trọng là tiết kiệm nè, bảo hành lâu, có nghĩa là động cơ bền bỉ. Quan trọng hơn nữa là ghế anh ngồi lên đẹp và ghế anh thích là được. Chỉ cần thích là được à. Đã ta, mình em cũng muốn làm ghế anh nữa. Em ngồi đây, anh nói nè, nhân viên xíu xíu. Vậy, tí nữa, anh giả bộ nói là em vô thanh toán tiền của anh em giữ nha. Chứ để biết là anh mượn tiền em không được. Gì kìa? Đen vụ thục. Vì là đen vụ. Tí nữa em thanh toán giùm anh đó hả? Để anh lấy le hả? Lấy le hay lấy ơ gì cũng được á, nhưng mà anh đang giữ hình ảnh, đen gà thục, bữa nay vẫn đi mua xe dù. Mà nói nè. Nói kêu cầm chưa cho lắm mà tiền 20 triệu lên chiếc này có 14 triệu rưỡi hả? Chiếc này nhiêu? 14 triệu rưỡi hả? 14 triệu rưỡi hả? Ừ. Tao kêu mày nãy lúc đầu tao kêu cầm hờ thôi, đỡ khi nó thích chiếc khác mắc hơn sao? Làm cầm chú cố vô tiền lãi cả bà luôn. Vậy chiếc này 14 triệu rưỡi vậy mày trả giùm tao đi. Rồi số dư đó lát nữa tao trả, tao kiếm tiền gửi lại cho mày để đi chuột xe. Mà chuột lẹ nha ba. Ok. Hỗ trợ tao đi, tao hụt được, tao giới thiệu ké. Hụt ké hụt được, giới thiệu cho. Đây được. Ok, ổn không em? Đẹp không? Ổn luôn, rồi, vậy chốt lấy chiếc này nha. Đẹp. Rồi, không nói nhiều, vậy anh thích rồi. Vô thanh toán đi, tiền hồi nãy anh đưa em rồi đó. Cứ vô thanh toán, em bo cho nhân viên 500 giùm anh luôn. Mặc dù không có xuất hiện nhưng vẫn bo cho anh luôn. Bo rồi anh về anh bo riêng cho em. Rồi, thanh toán đi nha. Giờ mình lấy xe này về luôn em ha. Rồi, ok. Xe ra kìa. Đẹp quá ha. Nè, giao cho chiếc BKL nè. Chiếc BKL hả? Ôi chà. Vậy, thanh toán chưa? Gì? Rồi. Rồi. Lên em. Anh là đi mua đồ là ở bên đây hết em thanh toán chưa? Ồ. Ờ, anh em thích rồi. Chỉ cần em thích là được. Đó. Chiều nay em phải chạy đi làm nha. Chiều nay lấy đi làm luôn hả? Em phải mấy đứa. Anh chưa làm giấy. Khỏi đi ráp về được. Ủa. Cái chỗ này là của anh. Mày phải biết. Để anh làm bản số xe cái. Chưa có làm giấy tờ xe gì hết rồi, lấy xe đi làm rồi. Vậy hả? Ừ. Em chạy đi hết là nói giỡn rồi chứ xe này đâu có cần làm gì đâu. Em chạy lên. Bạn em đang chạy xe gì đi làm? Để chạy xe máy bình thường đúng không? Chắc là tốn xăng lắm. Em lên em nói với bạn em á là em sạc một lần mà em chạy được 100 cây mà mỗi lần sạc có 1.000 đồng thôi là bạn em mê liền à. Thế nào tụi nó cũng hỏi. Xong rồi cái em rủ mấy đứa bạn qua cái em dẫn này đi làm ai cho nó chứ. Tội nghiệp. Chị muốn độ cái 7 ít không? Độ cái. Không, chị không có độ xe để xe riêng chạy không có độ. Rồi ok. Muốn làm cái 7 ít cho chạy. Bây giờ em thử xe đập điện là em biết chạy rồi đúng không? Em thử em chạy một vòng tới kia anh coi coi. Anh muốn ngắm em lúc em chạy á. Chắc đã lắm, chắc đã lắm. Mày đứng gậy gần gậy anh hoài mày, sao qua đây coi. Không có thơm quá. Trời ơi thằng này. Rồi em thử em chạy xuống dưới kia anh coi thử coi nha. Sao nó có chạy không? Ôi bóp cơm luôn ghê không? Bóp cơm. Quen rồi, chạy BKL đi quen rồi. Ghê á. Bỏ hắn ra. Rồi. Bắn đi. Bắt đầu luôn. Ồ. Ken. Ken. Gì? Hình như em khoái rồi đó. Tao đầu tư chơi lớn luôn. Mới quen mà tao chơi lớn luôn. Anh chơi lớn vậy luôn? Ừ. Chơi lớn luôn. 14 triệu rưỡi lần á. 14 triệu rưỡi mà được hụt thì cũng được. Không sao. Anh hụt một cái 14 triệu rưỡi luôn. Mình hụt lâu dài chứ không phải hụt một cái 14 triệu rưỡi đâu nội. Nhưng mà nó có một cái đó anh hiểu không? Nhưng nhiều lần. Anh quan hệ rộng á. Quan hệ chỗ nào là chỗ đó bao rộng. Anh hay đó. Về rồi. Nhớ kêu là mai với em con nào nữa nha. Bởi vậy người yêu anh chạy xe. Ôi ơi cái xe chị đẹp quá. Ê cao lên. Ngồi cao lên. Thôi bây giờ chắc là em hỗ trợ anh chạy xe về đi chứ em cũng hết tiền về rồi đúng không? Ừ. Nói giỡn rồi chứ mày còn mấy triệu đó cất đi cho mày luôn á. Cho luôn. Dạ. Giờ mày chạy xe của anh về đi. Rồi anh chở chị về. Mấy triệu hả? Mấy triệu của anh em cảm ơn nha. Rồi. Giờ hỗ trợ anh nha. Rồi cảm ơn. Hai anh chị đi. Rồi, ok. Tên. Xe cúp dưới này đẹp ghê luôn á. Nói rồi xe cúp dưới này đẹp lắm. Đẹp không? Đẹp. Đi về đi, nhiều chuyện quá à.
chạy xe này thích không? Thích. Dễ chạy không? Dễ. À, quan trọng là mặc được những cái váy mình yêu thích là ổn rồi đúng không? Anh biết ngay mà. Thôi bây giờ em thử em chở anh đi 100 cây coi có phải là xe này sạc một lần chạy được 100 cây không? Nhiều khi ăn khứa kia nó giả bộ nó tư vấn về để em bán được hàng sao? Đúng không? Ừ. Kiếm cho nào dán chạy nha.